chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 3 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục kỳ họp Quốc hội, đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên góp ý về các dự thảo luật. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tiếp tục các giải pháp không dùng tiền mặt để chi trả cho đối tượng chính sách. Các nhà trường đã sẵn sàng cho kỳ thi lớp 10 công lập. Cảnh báo về ngộ độc thực phẩm từ đồ ăn nhanh. Hôm nay ngày 3 tháng 6, Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 7. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm Chủ tịch nước Tô Lâm, các ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh dự phiên họp. Đóng góp ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, nhất trí cao với việc bổ sung dao có tính chất sát thương cao là vũ khí thô sơ như quy định của dự thảo luật sửa đổi. Qua báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật của Bộ Công an, trong tổng số hơn 28.700 vụ sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng thì có hơn 16.000 vụ sử dụng các loại dao gây án, chiếm 66,4%. Tuy nhiên, vì không quy định dao là vũ khí trong luật hiện hành, nên thời gian qua đã không xử lý được các đối tượng nêu trên về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí là dao. Vừa rồi có một số vụ việc mà thanh thiếu niên tụ tập đi đêm, nẹt bô, thậm chí là dùng vũ khí dao tự chế gắn vào tuyếp sắt, gọi là dao phóng lợn, kéo lê trên đường, gây cái sự hoang mang, thậm chí ảnh hưởng đến cái an toàn của người tham gia giao thông. Và nếu như quy định hiện hành thì chỉ xử lý được các cái tội danh trực tiếp các cái đối tượng mà thực hiện, chứ còn cái việc mà tàng trữ sử dụng vũ khí là dao thì đã không xử lý được. Khi cái quy định bổ sung nội dung này trong dự thảo thì tôi tin là sẽ được sự đồng tình ủng hộ đánh giá cao của cử tri và nhân dân cả nước. Sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Quyết định được Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao cho Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, 60 tuổi, quê thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc có nhiều năm công tác ở Công an thành phố Hà Nội, trải qua các chức vụ như Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Tháng 11 năm 2016, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, Cục trưởng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu C03. Tháng 8 năm 2019, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Cuối năm 2023, đồng chí được thăng cấp bậc hàm lên Thượng tướng. Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu giúp việc Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng. Cơ quan này còn có chức năng tham mưu về nguyên tắc và chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng, trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan Đảng Trung ương và bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng, đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo. Chiều nay, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã triển khai thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 170 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Hiện toàn tỉnh có trên 51.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ người nhận chế độ qua tài khoản mới đạt 19%. Bây giờ lên đến huyện để mà rút tiền ấy thì nó cũng rất là khó khăn. Cho nên tôi cảm thấy mình vận dụng như thế nào cho nó hợp tình hợp lý, giảm cái khó khăn cho người dân. Đấy là một cái mà nên nghiên cứu. Nhằm tăng tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản, ngày 24 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn yêu cầu các ngành địa phương phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, Bảo hiểm xã hội là đơn vị chủ trì phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai quy trình đảm bảo không phát sinh trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân so với quy định hiện hành,
tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng, kết hợp với các ngân hàng thương mại để hỗ trợ người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Cái mục đích này cái ý nghĩa rất to lớn. Một là tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội được hưởng nhanh, hưởng đúng kịp thời. Cái thứ hai nữa là đối với cơ quan nhà nước ấy, thì quản lý chặt chẽ hơn đối với người hưởng, tăng giảm chết báo cáo ông chí rất kịp thời. Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an cấp huyện, xã là phối hợp với các bảo hiểm xã hội, các cái ngân hàng và các đơn vị liên quan đến tuyên truyền, vận động người dân để thực hiện, tạo điều kiện cho các người dân tiếp cận cái an sinh xã hội một cách thuận lợi. Hội nghị đã triển khai quy trình phối hợp thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cụ thể, tại các kỳ chi trả, công an các địa phương phối hợp với cán bộ bảo hiểm xã hội đến các điểm chi trả để vận động, tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng phương thức không dùng tiền mặt. Từ đó kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng theo quy trình phối hợp, phấn đấu hoàn thành trước tháng 10 năm 2024 trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt có ý nghĩa quan trọng trong việc đồng bộ, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu về dân cư với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong công tác chuyển đổi số, góp phần vào công tác quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, đảm bảo số tiền chi trả đúng người hưởng, nhanh chóng, kịp thời. Tôi cũng đề nghị là thống nhất cái nhận thức trong hệ thống cung cấp dịch vụ truyền thông để người dân, tức là để người ta hiểu được cái quyền lợi của người ta thế nào, tức là nó không có sự khác biệt gì, mà thậm chí còn rất nhiều những tiện ích mà nó mang lại thông qua cái chuyện không dùng mặt này, tức là không phải là trả tiền bằng cái ATM, thế sau đấy thì lại ra cái ATM rút tiền, rút túi, thì nó không phải thế, nên tất nhiên cần tiền mặt để mà tiêu dùng bằng những cái dịch vụ khác ấy, thì đương nhiên là mình vẫn phải ra rút tiền. Thế nhưng mà nó còn những rất nhiều những cái tiện ích khác mà thông qua cái chuyện là không dùng tiền mặt. Đấy, thì nó phục vụ cho cái nhu cầu cuộc sống mà theo cái nghĩa mà rất là đầy đủ, rất là rộng để các cái dịch vụ khác. Sáng nay tại huyện Văn Giang, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Văn Giang. Nội dung lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Văn Giang gồm 10 câu hỏi liên quan đến 9 tiêu chí của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm quy hoạch xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống thủy lợi, hình thức hỗ trợ nhân dân xây dựng sản phẩm OCOP, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự. Việc lấy ý kiến được thực hiện tại 10 xã, không lấy ý kiến đối với thị trấn, với trên 22,3 nghìn hộ gia đình trong thời gian từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 24 tháng 6 năm 2024. Hình thức lấy ý kiến là Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư thành lập các tổ công tác để tổ chức phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia đình, thu phiếu gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo để gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Giang trước ngày 12 tháng 6 năm 2024. Nông thôn mới và đô thị. Thời điểm này đang là chính vụ thu hoạch vải trứng. Hiện người dân xã Minh Tân, huyện Phù Cừ đang tích cực thu hoạch vải trứng Hưng Yên để giao cho khách hàng. Từ năm 2020, vài hộ dân trong xã đã mang giống từ cây vải tổ của hộ ông Nguyễn Văn Vì ở thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam về trồng tại xã Minh Tân và bước đầu đạt hiệu quả. Chính quyền xã Minh Tân đã khuyến khích bà con chuyển đổi từ trồng lúa giá trị thấp sang trồng vải trứng. Đến nay, toàn xã có trên 20 hectare diện tích trồng vải trứng với hơn 35 hộ tham gia, chủ yếu ở các thôn Nghĩa Vũ, Tần Tiến, Duyệt Văn. Ước tính vụ vải năm nay, toàn xã ước đạt khoảng 15 tấn quả với giá bán 130.000 đồng 1 kg, tiêu biểu như hộ ông Trần Văn Trạch, Trần Văn Lợi, Nguyễn Đăng Khoa. Đến nay, các hộ đều có 90% đơn đặt hàng và đang tích cực thu hoạch để giao cho thương lái. Xã định hướng bà con thu hoạch khi quả đã chín có màu đỏ to đều như quả trứng gà để giữ đúng chất lượng và thương hiệu vải trứng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người dân về đất đai, tích cực thực hiện cải cách rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai là những cách làm của huyện Khoái Châu trong thời gian qua để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho người dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Khoai Châu cấp gần 200 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân với diện tích gần 5 hectare. Trong đó, có 180 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Về công tác xử lý đất dôi dư, xen kẹp, đã xử lý, cấp giấy chứng nhận được gần 1.000 m2, thu về 2,5 tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Lũy kế đến thời điểm hiện nay, huyện Khoai Châu đã cấp được trên 167.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tổng số 195.000 giấy cần cấp, đạt tỷ lệ 86%. Trong đó, đất nông nghiệp đã cấp là 120.000 giấy với diện tích trên 6.000 ha, đạt 92%. Đất ở đã cấp 46.000 giấy, diện tích trên 1.000 ha, đạt 72%. Việc tập trung triển khai cũng như đảm bảo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân không những tạo thuận lợi trong công tác quản lý đất đai mà còn giúp các xã thị trấn có thêm nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, tất cả 31 điểm thi trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Từ nay cho đến kỳ thi kết thúc, trước mỗi buổi thi, những học sinh, đoàn viên tình nguyện này sẽ thay nhau dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế, các thiết bị, đồ dùng tại phòng thi. Năm nay, trường Trung học phổ thông Yên Mỹ có gần 970 thí sinh đăng ký dự thi, được chia thành hai điểm thi Trung học phổ thông Yên Mỹ và Trung học cơ sở Tân Lập. Ngay sau khi kết thúc năm học, nhà trường đã triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất ở cả hai điểm thi, bố trí đầy đủ phòng thi, phòng chờ, chuẩn bị vật tư y tế, chăm sóc sức khỏe, sắp xếp số bàn ghế trong mỗi phòng thi, kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng, quạt mát, camera, theo dõi phòng chứa đề thi, bài thi. Trường mà tổ chức hai điểm thi thì phải chuẩn bị gấp đôi, từ nhân lực, vật lực trực tiếp lãnh đạo nhà trường đi kiểm tra và cần bổ sung những cái trang thiết bị hoặc là bổ sung những cái vị trí an ninh hoặc là vệ sinh ở cả khu vực hai trường học, đảm bảo là cả hai khu vực thì đều đảm bảo về an toàn cho kỳ thi. Toàn tỉnh thành lập một hội đồng thi với 31 điểm thi. Các trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão, Trung học phổ thông Khoái Châu, Trung học phổ thông Văn Lâm, Trung học phổ thông Minh Châu và Trung học phổ thông Yên Mỹ, mỗi trường có 2 điểm thi. Các trường Trung học phổ thông công lập còn lại, mỗi trường thành lập 1 điểm thi đặt tại trường. Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động trên 2.000 cán bộ giáo viên coi thi và một số lực lượng liên quan phục vụ những ngày diễn ra kỳ thi. Sáng hôm nay, điểm thi chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức thực hiện cho các cán bộ coi thi và cán bộ phục vụ bảo vệ tại điểm thi học quy chế thi cách đầy đủ. Chúng tôi cũng đã họp và phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo của điểm thi để thực hiện nhiệm vụ để làm sao tổ chức cái kỳ thi diễn ra theo đúng quy chế. Chiều ngày 3 tháng 6, trên 17.700 thí sinh trên toàn tỉnh đã tới điểm thi nhận phòng thi, được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, rà soát lại thông tin cá nhân như ngày tháng, năm sinh, số báo danh để kịp thời sửa đổi bổ sung nếu có sai sót. Những thí sinh chiều nay không tới làm thủ tục dự thi, ngày mai vẫn có thể tham gia thi bình thường. Em đã ôn tập từ đầu năm đến giờ, gần đến kỳ thi thì em giảm cường độ ôn tập đi, tập trung và cho sức khỏe mình ổn định để bước vào một kỳ thi thật tốt. Em có chuẩn bị là tinh thần lạc quan, em tự tin rằng bài ngày mai sẽ làm tốt được. Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng ngày mai thí sinh sẽ dự thi môn ngữ văn với hình thức tự luận. Thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều thí sinh dự thi môn toán với hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 90 phút. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các điểm thi, cùng với kế hoạch ôn tập phù hợp của các nhà trường, hy vọng rằng các bạn thí sinh sẽ có một tâm thế tốt nhất để bước vào kỳ thi, hoàn thành những thử thách, từ đó vượt vũ môn thành công. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết mùa hè nắng nóng là môi trường lý tưởng để các vi sinh vật phát triển, lây lan, nhất là trong thực phẩm. Chưa nói đến thành phần hay thời gian sử dụng, việc bảo quản không hợp lý hay chế biến không đúng cách cũng là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm vào mùa hè. Với các mặt hàng đồ ăn nhanh, nguy cơ ngộ độc lại càng trở nên đáng lo ngại. Sự việc 12 trường hợp ngộ độc thực phẩm tại huyện Khoái Châu nghi do xúc xích đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về điều này. Yeah.
Ở đây là nhà mình bán là các loại mặt hàng viên chiên và xúc xích, các loại đồ ăn sẵn cho các cháu. Người hàng đồ nhà mình bảo quản là ở nhà là trong tủ đông, và ra đây là mình để bảo quản trong thùng đá. Để thu hút khách hàng, các xin đồ ăn nhanh như nem chua, xúc xích, nạp xưởng, viên chiên lại được bày ra tủ bán hàng ở môi trường bên ngoài hàng giờ liên tục như thế này, hoặc nhiều hơn là như thế này. Với nền nhiệt ngoài trời những ngày này lên đến 35-40 độ C thì chất lượng những đồ ăn sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Chưa kể yếu tố môi trường bên ngoài như bụi bẩn, ruồi muỗi lây lan nguồn vi khuẩn đến đồ ăn. Nhiễm chéo từ coi là thực phẩm sống sang thực phẩm chín, rồi nhiễm từ bàn tay rồi các nước bọt rồi cứ bắn vào thực phẩm. Để lâu trong ngày nó sẽ vi khuẩn phát triển lên và nó đến gây ngộ độc thực phẩm. Ngày 30 tháng 5, một vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cửa hàng bánh mì ở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, khiến cho 12 người phải điều trị nghi do xúc xích. Đến nay, các bệnh nhân đã ổn định và ra viện. Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, từ năm 2023 đến nay, đây là vụ việc ngộ độc đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh. Còn lại một vụ việc khác nghi do dị ứng thực phẩm. Còn trên cả nước, riêng trong quý 1 năm nay đã xảy ra 16 vụ, khiến cho gần 700 người bị ngộ độc. Điều đáng nói, các vụ ngộ độc xảy ra nhiều từ đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt cổng trường. Khuyến cáo là tất cả những hàng thực phẩm thì chúng ta lưu ý là phải nhìn rõ tươi và hàng nó không bị ôi thiêu, cái địa chỉ bán nó uy tín. Về bao gói sẵn thì chúng đều phải có hạn sử dụng rõ ràng và tem nhãn đầy đủ nơi sản xuất, hai đến khi khâu chế biến phải đảm bảo vệ sinh quy trình. Để giảm thiểu tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ các hàng quán vỉa hè, thời gian tới, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cùng các địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá chất lượng thực phẩm, đưa ra cảnh báo với người tiêu dùng. Song việc cần làm ngay đối với mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh đó là cần nâng cao ý thức, nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, nói không với thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc và tuân thủ quy trình, quy định chế biến thực phẩm an toàn, lành mạnh. Nhân ái tặng máu đào, ngọt ngào trao sự sống. Với suy nghĩ ấy, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Hưng Yên đã và đang thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và xuất hiện nhiều tấm gương có nhiều lần sẻ chia những giọt hồng yêu thương, qua đó góp phần đem lại hạnh phúc vô giá cho cộng đồng. Để khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu điều trị người bệnh trong và ngoài tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên đã tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông và sự kiện hiến máu tình nguyện. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên đã tổ chức được 18 đợt hiến máu và tiếp nhận gần 8.000 đơn vị máu. Nhằm tôn vinh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu cứu người, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình Hành trình đỏ, Ngày hội hiến máu, Giọt hồng Hưng Yên và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2024. Đây là sự kiện lớn trong năm, chương trình sẽ diễn ra trong ngày 4 tháng 6 năm 2024 từ lúc 7 giờ 30 phút tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đường Quảng trường, thành phố Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.